Hệ hô hấp của con người gồm tất cả các cơ quan có chức năng hít thở, lọc và trao đổi không khí như mũi, họng, phế quản, phổi, v.v. Bệnh đường hô hấp thường xảy ra khi các cơ quan này bị các mầm bệnh như cúm, phế cầu, ho gà, sởi, RSV tấn công gây viêm nhiễm. Thực tế, từ cuối năm 2023 đến nay, trên cả nước đã ghi nhận tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng như COVID-19, cúm mùa, cúm A, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn, v.v. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, tính từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Số trường hợp đến khám và điều trị các bệnh hô hấp khác ở cả người lớn và trẻ nhỏ đều ghi nhận tăng cao. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra cảnh báo về những gánh nặng tiềm ẩn cùng với những nguy cơ do các bệnh viêm đường hô hấp theo mùa kết hợp với COVID-19 có chiều hướng phổ biến hơn. Bệnh phổi tắc nghẽn với lại bệnh hen phế quản này. Ở nhà thì cách ngày lại thở khí dung ngày. Lúc thay đổi thì mình phải uống thuốc. Hay nó khó thở quá thì mình xịt bình xịt của bệnh viện nên nó cấp cho. Trước khi nhập viện thì người nó có yếu, thở không được. Mồm chanh mồm thở, mũi chanh mũi thở. Nhưng mà đến đây qua vào viện thời gian điều trị thì cũng thấy giảm sút về vấn đề thở thiết. Rồi nói chung là trở lại vị trí bình thường, đầu thì hơi váng tí thôi. Cuối năm 2023, đầu năm 2024, thế giới đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng trở lại với sự xuất hiện biến thể phụ JN.1. Phần lớn các ca bệnh nặng đều thuộc nhóm yếu thế, như người cao tuổi, người có bệnh nền, mạn tính, v.v. và tiền sử chưa tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine COVID-19. Điều này làm dấy lên nỗi lo về tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm khi mà các bệnh về đường hô hấp như cúm và phế cầu đang vào mùa cao điểm, đe dọa nguy cơ dịch chồng dịch, gây khó khăn cho quá trình điều trị và tỷ lệ tử vong cao nếu không được phòng ngừa sớm. Có rất là nhiều người dân vì người dân còn cái hiểu biết chưa có đầy đủ nên hay khi mà bị ho, sốt, bệnh nhân hay tự ý ra tiệm thuốc tây mua thuốc hoặc là sử dụng lại những cái toa trước đây đã được cấp để mua lại cái toa. Rồi xong khi mà bệnh nhân uống thuốc, vì uống thuốc không có đúng nên bệnh nhân không có hết ho, rồi bệnh nhân lại đi tới phòng mạch rồi lại chích thuốc. Thành ra là uống nhiều, bệnh nhân đã uống thuốc ho 2-3 đợt rồi xong mới lên bệnh viện. Lúc đó cái tình khi mà bác sĩ khám ra, chụp chiếu ra, làm xét nghiệm ra thì lúc đó cái tình trạng viêm phổi đã nặng rồi. Rồi có khi có nhiều bệnh nhân đã tổn thương hết một bên phổi luôn. Lúc đó chỉ có cách là bệnh nhân phải nhập viện. Nhập viện thì mình phải sử dụng nhiều loại kháng sinh phối hợp, phải chích, phải truyền cho bệnh nhân. Thì cái việc đáp ứng với điều trị rất là kém. Có những bệnh nhân phải điều trị 2 tuần, 3 tuần, có bệnh nhân điều trị cả tháng luôn thì mới hồi phục được. Nhưng mà khi mà bệnh nhân hồi phục thì nó cũng để lại những cái tổn thương, những cái di chứng ở trên phổi của bệnh nhân. Sau này bệnh nhân rất là dễ nhập viện. Có những bệnh nhân nặng quá mà không đáp ứng với điều trị, nó suy hô hấp, khó thở luôn. Giờ sức khỏe nó yếu thì là thế, là tự nhiên là nó giống người cảm mà là nó nghẹt. Nó ngày thở khó thở, nó kêu khứ lên, rồi là đau đầu rồi ngày thở. Thỉnh thoảng là nó giống như thế là nó cảm vào là bắt đầu là nó rồi là tức ngực khó thở hô. Rồi có lần vài nó hô hàng tháng này. Xong là đi mua thuốc, đi chích ngoài không được lại đi viện. Nó hô, là nó kêu ngạt kêu khứ vậy. Tại Việt Nam mỗi năm có trên 800.000 người mắc cúm. Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy tỷ lệ ca mắc bệnh cúm tại Việt Nam là hơn 3.700 trên 100.000 dân, cao gấp 5 lần trung bình thế giới. Thống kê của Bộ Y tế cho biết, kết quả giám sát trường hợp mắc bệnh cúm cho thấy các chủng virus cúm hiện đang lưu hành ở Việt Nam vẫn là virus gây bệnh cúm mùa, trong đó chủ yếu là các chủng cúm AH1N1, cúm AH3N2, cúm B, v.v.